Mới đây nhất, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố máy bay chiến đấu Su-25 đã tấn công tên lửa vào lực lượng thiết giáp và binh sĩ Ukraine tại khu vực biên giới Kursk. Bộ Quốc phòng Nga cho biết thêm, các tên lửa được phóng từ các cặp máy bay ở tầm thấp sau khi phóng đạn từ trên không. Các kíp lái đã thả mồi bẫy nhiệt và quay trở lại sân bay khởi hành. Lực lượng thiết giáp và quân nhân ngụy trang của Ukraine đã bị hạ gục do hoạt động chiến đấu. Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố chiến dịch vô hiệu hóa lực lượng Ukraine ở Kursk vẫn tiếp tục quân đội Nga đã tấn công vào các khu vực tập trung quân nhân và thiết bị của đối phương ở Kursk. Đồng thời, lực lượng tên lửa và không quân chiến thuật Nga đã tấn công vào lực lượng dự bị Ukraine ở vùng Sumy. Theo thống kê của Bộ Quốc phòng Nga, kể từ khi bắt đầu giao tranh ở Kursk từ đầu tháng 8, Kiev đã mất 24.367 binh sĩ, 167 xe tăng, 79 xe chiến đấu bộ binh, 101 xe bọc thép chở quân, 952 xe chiến đấu bọc thép, 651 xe cơ giới, 200 khẩu pháo, 38 hệ thống pháo phóng loạt MLRS, bao gồm 9 hệ thống HIMARS và 6 hệ thống MLRS do Mỹ sản xuất cùng nhiều thiết bị quân sự khác. Lực lượng Ukraine cho đến nay vẫn tiếp tục giao tranh ở Kursk, mặc dù quân đội Nga tuyên bố giành lại một số vùng lãnh thổ mà Kiev đã kiểm soát. Trong diễn biến liên quan, không quân Ukraine cho biết các lực lượng giám sát trên không của nước này đã phát hiện và theo dõi 135 máy bay không người lái UAV của Nga. Các UAV này được phóng từ Kursk, Orel và Primorskoe Atas. Theo báo cáo, cuộc tấn công của quân đội Nga đã bị đẩy lùi bởi lực lượng tên lửa phòng không, các đơn vị tác chiến điện tử và các nhóm hỏa lực cơ động của Ukraine. Thống kê ban đầu cho thấy khoảng 80 máy bay không người lái của Nga đã bị hệ thống phòng không bắn hạ ở Odessa, Sumy, Cherkasy, Kiev, Zhytomyr, Kirovohrad, Chernihiv, Poltava, Khmelnytsky, Rivne, Kharkiv, Kherson, Lutsk và Vinnytsia. 44 chiếc UAV đã biến mất khỏi radar, có thể do hệ thống tác chiến điện tử áp chế. Hai chiếc UAV hướng về Belarus và 10 chiếc khác vẫn hoạt động trong không phận Ukraine. Được biết trước đó, chính quyền quân sự thủ đô Kiev đã báo cáo về cuộc tấn công của Nga và gọi đây là một trong những cuộc tấn công lớn nhất. Theo cơ quan này, các hoạt động chiến đấu trên không phận Kiev và ở ngoại ô thủ đô kéo dài hơn 4,5 giờ đồng hồ. Báo cáo sơ bộ cho thấy không có thương vong hoặc thiệt hại nào ở Kiev. Theo Reuters, sau cuộc tấn công bằng tên lửa của Iran vào Israel vào đầu tháng 10, đã có suy đoán rằng Israel có thể tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran như Israel đã đe dọa từ lâu. Hàng tiền TASS dẫn lời ông Ryabkov, chúng tôi đã nhiều lần và tiếp tục cảnh báo để Israel không được cân nhắc về khả năng tấn công các cơ sở hạt nhân và cơ sở hạ tầng hạt nhân của Iran. Ông Ryabkov cảnh báo, đây sẽ là một diễn biến thảm khốc và phủ nhận hoàn toàn mọi nguyên tắc hiện có trong lĩnh vực đảm bảo an toàn hạt nhân. Theo Reuters, hiện không rõ Moscow đã truyền đạt thông điệp như thế tới Israel theo hình thức nào. Tuần trước, phát biểu tại một cuộc họp báo ở thủ đô Viêng Lao Lào, Ngoại trưởng Sergei Lavrov nhấn mạnh, mặc dù căng thẳng gia tăng, Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA đơn vị giám sát chặt chẽ các hoạt động hạt nhân của Iran vẫn chưa báo cáo bất kỳ dấu hiệu quân sự hóa nào trong chương trình hạt nhân của nước Cộng hòa Hồi giáo này. Ông nói, ở hầu hết mọi quốc gia đều có các chính trị gia và nghị sĩ thường xuyên bày tỏ quan điểm mà không hề phản ánh chiến lược thực tế hoặc chính sách thực tế của chính phủ. Chúng tôi đã thấy điều này nhiều lần trước đây. Vì vậy, Ngoại trưởng Nga tiếp tục nhấn mạnh rằng, nếu xảy ra bất kỳ kế hoạch hoặc mối đe dọa nào nhằm tấn công các cơ sở hạt nhân hòa bình của Cộng hòa Hồi giáo Iran, thì đó thực sự sẽ là một hành động khiêu khích rất nghiêm trọng. Israel và các nước phương Tây lâu nay lo ngại rằng Iran đang phát triển bom hạt nhân dưới vỏ bọc của một chương trình năng lượng hạt nhân dân sự, điều mà Tehran đã phủ nhận. Văn phòng của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu vừa qua nhấn mạnh trong một tuyên bố rằng Israel sẽ lắng nghe Mỹ, quốc gia cũng đã cảnh báo về việc tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran, nhưng sẽ quyết định hành động của mình theo lợi ích quốc gia, theo Reuters cũng trong tuyên bố trên, ông Netanyahu đã nói về chính quyền của tổng thống Mỹ Joe Biden rằng Israel sẽ tấn công các mục tiêu quân sự của Iran, không phải những mục tiêu hạt nhân hay dầu mỏ. Quân đội Nga chỉ còn cách Pokrovsk khoảng 12 km, áp đảo các tuyến phòng thủ căng thẳng của Ukraine với lực lượng và trang thiết bị vượt trội. Hàng nghìn cư dân đã sơ tán. Các tuyến đường bộ và đường sắt quan trọng nối từ Pokrovsk đến các thành phố khác có nguy cơ bị cắt đứt. Cách trung tâm thị trấn khoảng 10 km về phía tây, có một mỏ khai thác một loại than đặc biệt dùng để sản xuất than cốc, một nguyên liệu thiết yếu trong sản xuất thép. Trong khi đó, thép chỉ đứng sau nông nghiệp về mặt đem lại ngoại tệ cho Ukraine. Theo dữ liệu thương mại, xuất khẩu kim loại của Ukraine có giá trị gần 2 tỷ đô la Mỹ trong 8 tháng đầu năm nay. Số tiền cần thiết để duy trì hoạt động của Ukraine sau 2 năm rưỡi kể từ khi Nga đưa quân sang. Ông Oleksandr Kalenkov, người đứng đầu Hiệp hội các nhà sản xuất thép của Ukraine cho biết, việc mất mỏ Pokrovsk, nguồn than cốc duy nhất trong nước, có thể khiến sản lượng thép sụt giảm. Ông cho biết, chúng tôi có thể sản xuất tới 7,5 triệu tấn thép vào cuối năm nay, và trong năm tới, chúng tôi đã chứng kiến sản lượng tăng lên hơn 10 triệu tấn. Nhưng nếu mất Pokrovsk, thì chúng tôi sẽ giảm xuống còn từ 2 đến 3 triệu tấn. Trong khi đó, ông Anatoly Starovoy, người đứng đầu Hiệp hội Than cốc Ukrok của Ukraine cho hay, nước này sản xuất khoảng 3,5 triệu tấn than cốc trong năm ngoái, chỉ sử dụng nguyên liệu từ mỏ ở Pokrovsk. Ông Starovoy nói: Chúng tôi không biết lấy than ở đâu nếu mất Pokrovsk. Rất khó để nhập khẩu than. Hiện không dễ để nhập khẩu than bằng đường biển. Ukraine có một số cảng nước sâu trên Biển Đen, nhưng các nhà sản xuất thép sẽ khó có thể nhập khẩu khối lượng lớn vì rủi ro quân sự và vì các cảng được xây dựng để xuất khẩu chứ không phải để nhập khẩu. Ông Kalenkov cho biết việc nhập khẩu than cũng sẽ đẩy chi phí sản xuất thép lên cao. Một số nhà sản xuất đã tích trữ than như một biện pháp phòng ngừa khả năng gián đoạn nguồn cung. Attilo Mitankriviri Nhà sản xuất thép lớn nhất Ukraine cho biết trong một tuyên bố, chúng tôi đã bù đắp sự thâm hụt trên thị trường than trong nước bằng nguyên liệu thô nhập khẩu, nhưng chúng tôi vẫn duy trì dự trữ. Một nguồn tin trong ngành thép tiết lộ, các nhà sản xuất hy vọng có thể tìm được nguồn than cốc thay thế từ những nơi khác ở Ukraine nếu mất quyền kiểm soát các mỏ ở Pokrovsk, nhưng chắc chắn sẽ cần phải nhập khẩu và làm tăng chi phí sản xuất, khiến thép kém cạnh tranh hơn trên thị trường. Ngày 17 tháng 10, Israel tuyên bố nhà lãnh đạo cao nhất của lực lượng Hồi giáo Hamas tại giải Gaza, ông Yahya Sinwa đã thiệt mạng sau một đòn tấn công của phía Tel Aviv. Hàng loạt nhà lãnh đạo quốc tế đã lên tiếng về diễn biến này. Theo Reuters, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron chia sẻ sự xúc động với người nhà những nạn nhân trong vụ tấn công ngày 7 tháng 10 năm 2023 của Hamas, trong đó có 48 công dân Pháp trước cái chết của ông Sinoa. Ông Macron cáo buộc ông Sinoa là người chịu trách nhiệm chính cho các vụ tấn công khủng bố và hành động man dợ và nhắc lại yêu cầu Hamas thả tất cả các con tin còn bị giam giữ. Thủ tướng Canada Justin Trudeau cho rằng cái chết của ông Sinoa giúp thực hiện một phần công lý cho các nạn nhân trong vụ tấn công ngày 7 tháng 10 năm 2023 và gia đình của họ. Đối với Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Đức Annalena Baerbock cũng có tuyên bố tương tự. Cáo buộc vai trò của ông Sinoa trong vụ việc ngày 7 tháng 10 năm 2023 gây ra cái chết cho hàng ngàn người và nỗi đau khổ vô hạn cho toàn bộ khu vực và yêu cầu Hamas thả con tin. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Anh, John Healey tuyên bố sẽ không tiếc thương cho cái chết của ông Sinwa. Ngoại trưởng Italia, Antonio Tajani nói, có vẻ như nhà lãnh đạo quân sự của Hamas đã bị ám sát và tôi tin rằng theo quan điểm này, Israel có thể đã thực hiện hành động tự vệ chống lại Hamas. Lực lượng mà Rome và các nước thuộc Liên minh châu Âu (EU) coi là khủng bố. Cuối cùng, Tổng thư ký tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), Mark Rutte nói rằng cá nhân ông sẽ không tiếc thương nếu ông Sinwa thiệt mạng. Về phía Mỹ, phản ứng trước tuyên bố của quân đội Israel, Tổng thống Mỹ Joe Biden nhấn mạnh, đây là lúc tiến tới lệnh ngừng bắn ở Gaza, đảm bảo rằng chúng ta đang tiến theo hướng mà chúng ta có thể làm cho mọi thứ tốt đẹp hơn cho toàn thế giới. Đã đến lúc chấm dứt cuộc chiến này và đưa những con tin trở về nhà. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin trong một tuyên bố cũng nhận định, việc loại bỏ thủ lĩnh Hamas Yahya Sinwa là một thành tựu to lớn, mở ra cơ hội đặc biệt để chấm dứt cuộc chiến khủng khiếp giữa Israel và phong trào Hamas. Trong khi đó, trong tuyên bố chính thức đầu tiên sau khi quân đội Israel xác nhận thủ lĩnh mới của phong trào Hamas, Yahya Sinwa, đã bị hạ sát trong một cuộc tấn công ở phía nam giải Gaza. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu khẳng định Hamas sẽ không bao giờ còn có thể nắm quyền ở Gaza. Ông Netanyahu đồng thời kêu gọi các chiến binh Hamas buông vũ khí và trả tự do cho các con tin để được bảo toàn tính mạng. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Israel Yoav Galan cũng kêu gọi các tay súng Hamas lập tức buông vũ khí đầu hàng và trả tự do cho các con tin. Israel chưa đưa ra quyết định cuối cùng về mục tiêu được chọn để trả đũa. Trong khi đó, CNN đưa tin Mỹ dự kiến Israel thực hiện tấn công trả đũa trước khi cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ diễn ra vào ngày 5 tháng 11. Theo truyền thông, kế hoạch tấn công của Israel đã sẵn sàng và Thủ tướng Benjamin Netanyahu đảm bảo với Washington rằng hoạt động này chỉ giới hạn trong mục tiêu quân sự, tránh cơ sở dầu mò và hạt nhân chiến thuật. Cách đây vài ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Joe Afghanistan tuyên bố Israel sẽ đưa ra cho Iran phản ứng chính xác Cùng thời điểm, phát ngôn viên của Tổ chức Năng lượng Nguyên tử Iran AEOI Berel tuyên bố Israel khó có thể tấn công cơ sở hạt nhân chiến thuật của Iran để đáp trả cuộc tấn công bằng tên lửa từ nước này vào Israel đầu tháng 10. Đầu tháng này, quân đội Israel phát hiện tên lửa đạn đạo phóng từ Iran nhằm vào nước này, có báo động vang lên khắp miền Trung và miền Nam Israel. Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran tuyên bố 90% tên lửa mà lực lượng này phóng vào Israel đêm mùng 1 tháng 10 trúng mục tiêu tuyên bố phát trên truyền hình nhà nước Iran khẳng định cuộc tấn công nhắm vào căn cứ không quân và radar cũng như bộ máy an ninh có kế hoạch ám sát các nhân vật cấp cao của Hamas và Hezbollah. Theo tham ở Israel, dù hàng trăm tên lửa phóng vào Israel nhưng chỉ có hai người bị thương nhẹ do mảnh đạn ở Tel Aviv, một người đàn ông Palestine tử vong do mảnh đạn gần Jericho. Nhà trắng cho biết thêm, cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo của Iran vào Israel đã bị ngăn chặn và không hiệu quả, đồng thời cảnh báo Tehran có thể phải gánh chịu hậu quả nghiêm trọng từ các cuộc tấn công này. Lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran xác nhận họ tập kích vào Israel để báo thù cho cái chết của thủ lĩnh Hezbollah Hassan Nasrallah, lãnh đạo Hamas Ismail Hanize và chuẩn tướng IRGC Abbas Nifurosan. Chuẩn tướng Nifurosan và thủ lĩnh Nasrallah thiệt mạng tại thủ đô Beirut, Liban trong trận không kích hồi tháng 9 của Israel. Lãnh đạo Hamas Hanize bị ám sát tại thủ đô Tehran, Iran cuối tháng 7. Ngoại trưởng Iran Abbas Arachi nói trong cuộc điện đàm với Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres vừa qua rằng Iran đang nỗ lực hết sức để bảo vệ hòa bình và an ninh khu vực, nhưng hoàn toàn sẵn sàng đáp trả quyết liệt với mọi động thái phiêu lưu của Israel. Ông Arachi cũng kêu gọi Liên Hợp Quốc sử dụng tất cả nguồn lực để ngăn chặn những hành động và sự hung hăng của Israel, đồng thời gửi viện trợ tới Liban và giải Gaza. Ngoại trưởng Iran tuần qua đã thăm Liban, Syria, Ả Rập Xê Út, Qatar, Iraq và Oman trong nỗ lực xoa dịu căng thẳng khu vực